được nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều cái nội dung bổ ích trong cái đợt tập huấn này. Chúng ta đã biết công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và học viên tham dự lớp tập huấn công tác văn thư như thế hôm nay. Hồ sơ nhất là phải hoàn thành. Cái hồ sơ này hoàn thành đúng chắc là của mình chỉ là một ngày sẽ liên hệ với thầy thôi và cái sự phản hồi của anh chị thì cũng là hoàn. Chính vì vậy tôi mong sự cảm động rất lớn từ người giáo viên cũng được ví dụ. Tiếp theo đó mở ra thì tôi có thể cung cấp anh chị được toàn bộ các văn bản để các bạn xem hồ sơ nhé. Đây là câu đầu tiên, tôi nói với tôi nhỉ, đây là lãnh đạo mà không phải là